làm lỡ chén đò ngang, bắt về mô thước bắt đầu ngăn gian. Mùng 5 tháng 6 bắt con ngô thước đã đội cầu, bắt cầu qua cho bà thánh mẫu được về chầu thượng thiên. Bà đọc hơi vui đó bà, đừng đọc buồn nữa. Bà đọc tháng 5 tháng 6 đi bà. Tháng 5 tháng 6 trời mưa lúc rác, anh mần mởn một ngày năm khác, em đi quánh bế xác, anh kể chắc thua rồi. Em ơi con thơ thì năm sáu đứa gạo anh đi mượn từ nồi, em có thấy không? Rồi tháng 7 tháng 8 mà. Tháng 5 tháng 6 mới mưa nhiều. Dạ. Tháng 7 tháng 8 không có mưa hả? Tháng 5 tháng 6 trời mưa lúc rác, anh đi làm mướn một ngày năm cát, em quánh túi xác kể chắc thua rồi. Em ơi con thơ năm sáu đứa gạo anh đã chạy từ nồi, em có thấy không? Sao là tu sĩ tăng đèn chuyên ngày trời cuốc nhân bổn dẫn chuyên tu hành, xa mê tranh đấu lợi danh, giữ tấm lòng sẽ được thanh tịnh thánh lành trao kia. Chỉ công gieo giống bồ đề, kiếm người lớn thẹn dẫn về giải thiên, những kẻ ngộ ngang phải biết câu luật tự tìm đàn tứ ăn. Ở đời có nghĩa có nhân, quyết làm tội Phật gửi thắng liên đài. Cầu cho mới đạo hoằng khai, cầu cho tâm họ hưởng ngay thái bình. Cương quyết về cõi Phật chân thân, kẻo kiếp phóng trần dài dạng gió sương. Phật đài phượng phát mùi hương, cúi đầu đảnh lễ kỷ nương khép màu. Từ đi do lực niệm sâu, độ con khắp chốn âu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Đến đây lượt tỏa thực chinh, xin cho năm nữ mặt tình nghe không. Lời rành của Phật trường rồi, xem qua bận biết thôi chánh tà. Tiếng kể lời kinh quá diệu trầm, viết dòng lòng thanh tịnh diệt tiếng không. Trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền tỉnh dịch tâm. Phải rõ nghiệp chiến trần cấu tạo, cho rành chánh pháp thật là dâm. Mùi đảo dưới mãi kể thời kỳ rồi khó gặp đẳng ta. Đời này có nhiều quỷ nhiều ma, trời mở cửa có quỷ dương xuống thế. Ta mới ra tay cứu tế, vì chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sau đây có vị dương đi đứng ngỡ lần, cả tên tội chúng sanh ngó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường mà biết tên mình. Tính không tin thì cũng mặc tình, ta đây có công trình chỉ gia dạy. Thời tháng trước Thích Ca Phật Tổ mà ngồi thanh thiền nó cũng gieo hoài, cũng không rúng động được lòng ngài, nên báo quán phá đời mãi mãi. Nam mô A Di Đà Phật. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi lúc nào cũng tưởng nhớ đến chúng sanh. Các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giới tới cùng thọ đế. Chỗ thích tăng này chính việc làm dữ làm ác thì vô số kể, còn việc thiền lương thì cũng quá tôi. Việc công bằng xem thấy hẳn hồi, mới sai chư thánh xuống để chiến thần thế. Của ba tánh đâu cần chuyện lễ mễ, để giấc chiều bổn đạo đầy đường. Nước Việt Nam đây nhầm chỗ trung ương, sao sẽ thấy Phật tiên tại thế. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu chúc cho dặn dân ba tánh trong và ngoài nước tái qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ,
không có nạn cầu xin cho không có nạn chiến tranh tàn phá, cầu chúc cho tất cả chúng sanh trong và ngoài nước đoạn giặc dạ giảng sự bình an, tai qua nạn khỏi, bệnh tật cũng tiêu trời, được sống mãi mãi ở cõi trần này. Vì lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sống tiền giác rước đưa sinh chung trong các nước, trong các nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành khó thể yên ngồi mà sống kẻ chịu kinh thân thả. Mình con gặp, mình đã gặp con thiền Bát Nhã, chẳng lẽ nào ích kỷ không tôn. Phật tổ ngày xưa còn ở nơi cõi trần, ngài gắng sức ra công quần quan, nam đại đạo mới lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Hàn dân với giáo thuyết bình hòa, giọng bác ái gieo sâu vô tận. Nay nhằm lốt phong trào tăng tăng, đua dân nhau vật chất văn minh, cũng có ít người đang khảo xét thể kinh đạt thụ chứng, được dắt chúng hộ tình thoát khổ, lại còn thêm bị mấy phen giông bạo tổ. Lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân dân trong dạ khỏi nhúm nao, phải gìn chặt dương xưa mới được mạnh mẽ, dùng thế lực dùng người nhiều điều mánh khóe, cám dỗ người để chúng mang theo. Chúng còn đang nằm trong cửa quạnh tài, cố xứ xẹp thằng quỳ cho hết. Người nhã dạ nghe qua mê mệt, chẳng còn ham tranh võ đấu chính, lấy sắc thánh dẹp nổi bất bình, cố sẽ xẹp thần quỳ cho họ. Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin cho cô bác trong và ngoài nước gặp nhiều cái may mắn, khỏi bệnh là được, trời Phật cứu độ cho có một niềm vui khỏe mạnh, không có bị nạn chiến tranh chết chóc. Nam mô A Di Đà Phật, cầu chúc cho vạn dân bá tánh trong và ngoài nước khỏi nạn chiến tranh, khỏi nạn thương tàn tiên sát lẫn nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy bà cầm cái búa bự to quá rồi, bà có mệt không bà? Không, làm mà nằm không thì nó mệt mỏi, còn nằm làm nó chú ơi chú niệm rồi, nhưng mình tập thể dục nó khỏe lắm, làm việc á, việc làm ai ơi tiền của hê hề mà cũng không bằng có cái nghề trong xá. Ngày nào cũng trọng cũng hay, làm quan cũng quý, đi xài thì cũng sang, lao tâm lao lực bằng hàng đó là ít nước lại làm cái mai. Thế gian này có một thằng lười, ngày nào cũng ít cho đời khắc chi. Con ơi học lấy nghề cha, một năm làm mướn, một năm ăn trộm bằng ba năm làm. Một năm ăn trộm bằng ba năm làm hả bà? Nên ngày nào nó cũng kinh chế hết á, ngày nào nó cũng không chế không làm được, mà ngày nào cũng trọng cũng kinh, làm quan cũng quý, đi chạy thì cũng sang, lao tâm lao lực bằng hạng cũng là ít nước lại là cái mai. Thế gian có một thằng lười, ngày nào cũng có lời khắc chi, việc làm có phải kỳ nghi, trăm nghề ngày nào nó cũng khinh chê hết, không ăn được. Thôi đi rồi bà, chỉ có học lấy cái nghề cha là tốt nhất. Nghề đó là nghề gì bà? Con ơi học lấy nghề cha, một năm ăn trộm bằng ba năm làm. Rồi bà làm đi nha, con chào bà nha. Non khu lãnh muôn năm lạc nghiệp, biển trần ai một kiếp rảnh rồi, ngày nay trở lại chỗ ngồi, thở lòng hứng cảnh phủi rồi trần gian, khỏi dân cuộc thế tai quan, quỳnh đình kẻ nó tụng niệm thiên đàng lần lên, mong nhờ đức Phật bề trên, bệnh già sống thác bốn lần gian nan. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bà ăn cơm đi nha. Cơm đâu? Cơm nào bà? Cơm nè bà.
Ai cho đây? Bà vô rửa tay đi, con cầm cho bà vô rửa tay đi. Để con dở đó cho. Tay bà dơ rồi. Có một hộp cơm ngon nè. Cơm cả nè bà. Rồi bà vô rửa tay đi, con cầm giùm cho. Rồi bà ăn. Rửa tay sạch đi bà. Rửa tay sạch rồi ăn nha. Chân bao phần cái bài gió lạnh, bước chân đây thêm chạnh mạnh hồn quê. Khắp thôn tan xào khát, gió đông dài như chiêu cạn để hôn sầu biển lên cành. Rồi bà vô rửa tay đi. Anh ơi rất đẹp mà nghe anh em dài gió lạnh. Bà rửa tay sạch đi, vô ăn cơm đồ đấy chút thôi vậy. Bà rửa hai tay sạch đi. Bà vô lấy rửa cái vòi này nè. Hả? Không có. Cái rửa này cái sạch rồi, rửa nước nhét hoa nhì rồi rửa nước nhét nữa. Thủy thủy sạch cho bà cái này thủy. Rồi thủy đưa cho thủy cầm rồi bà lấy hai tay rồi mình để vô bà rửa. Rồi rồi bà đứng dậy đi, khóa nước lại đi vô ăn cơm đi. Để nó nguội á bà. Đâu cũng xin kết thúc bữa nay tại đây nha cô chú. Anh chị gặp bà. Để cho bà đặng ăn cơm. Ôi bà vô ăn cơm mà nha bà. Bà ngồi uống ở trong nhà hay ngoài đây? Ngồi chỗ đây cho nó sáng nè. Bà ra đây đi, ngồi cho nó sáng nè. Ở trong đó hay ngoài đây cho sáng đi đi ngồi ngoài cũng được. Dạ rồi bà để nó đi, bà trên cái bàn nó đi. Rửa tay rửa tay nữa hả? Ăn bệnh lên là sợ rồi. Dạ rửa cho sạch trước khi ăn nha bà. Thì xin kết thúc video trực tiếp này bà đã ăn cơm nha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi video cô chú và những video của tiếp theo trong chương trình của mình. Trời, như bà cái chai sâm này bà mua hôm qua rồi bà để cách đi mà uống bị đau bụng không bà? Đâu có mua hồi sáng hả? Mua hồi sáng hả? Ừ, mua nước sâm. Nè bà ăn cơm đi bà ơi. Cơm. Dạ bà ăn nha. Đây là có sẵn đây nè. Vậy thôi bà ăn đi nha. Ừ. Dạ con chào bà luôn. Cô cũng ăn hả? Dạ. Ăn đây thì chịu ăn nữa ha. Dạ. Rồi, lo nổi rồi. Dạ thôi bà ăn đi nha. Ừ. Thì cha cô chú anh chị luôn ạ.